chùa Dạ, tên chữ là Đại Lãm Thần Quang Tự. Chùa có nhiều tên gọi khác là chùa Cao, chùa Lãm Sơn, gọi theo tên núi, vì thế chùa dựa vào núi Dạ, nhìn về phía sông Đuống. Chùa Trăm Gian, vì ngày xưa chùa có tới 100 gian, và đặc biệt được gọi là chùa Bà Tấm, vì đây chính là nơi bắt nguồn truyền thuyết chuyện Tấm Cá, được lưu truyền mãi trong dân gian. Và cuối đời, bà Nguyên Phi Ỷ Lan đã về ở ẩn và tu hành tại đây. Trên núi hiện vẫn còn một cái giếng với sự tích chuyện Tấm Cám. Hiện nay chùa Dạo thuộc địa bàn Lãm Sơn, phường Nam Sơn, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh. Đây là trung tâm Phật giáo lớn, cũng là trung tâm của thần thoại, cổ tích, truyền thuyết, dân ca và lễ nghi tín ngưỡng. Chùa được coi là quốc đại cổ tự, là đại danh lam thời Lý, có lịch sử ngàn năm. Theo thư tịch sử sách như Việt Sử Lược, Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, Đại Nam Nhất Thống Chí, Lịch Triều Hiến Chương Loại Chí, thì vào năm Quảng Hiệu thứ nhất, năm 1085, bà Nguyên Phi Ỷ Lan khi đi dạo cảnh vùng đất Lãm Sơn có ý định xây chùa. Năm 1086, triều đình nhà Lý ra lệnh xây dựng chùa. Năm sau 1087, vua Lý Nhân Tông đến thăm công trình chùa đang xây, đã mở yến tiệc làm thơ, họa bài Lãm Sơn Dạ Yến. Sau 10 năm xây dựng, đến năm 1094, công trình chùa Dạ đồ sộ mới được hoàn thành, được vua ban tên chùa là Cảnh Long Đồng Khánh, ban 300 mẫu ruộng tự điền, tức ruộng thuộc nhà chùa, để chùa có hoa lợi hương khói, và giao cho 7 gia đình dưới chân núi nhiệm vụ chuyên đóng mở cửa trông nom chùa. Năm 1105 lại cho xây dựng thêm 3 tháp đá cao. Trong suốt thời gian dài sau đó, chùa luôn được sự quan tâm đặc biệt của triều đình, nên chùa ngày càng được tu tạo, mở mang quy mô. Đến triều Trần, vua Trần Nhân Tông từng đến thăm, ca ngợi, họa thơ về bức tranh kiến trúc kỳ vĩ của chùa. Chùa Dạ so với chùa Phật Tích, chùa Hàm Long và một số chùa lớn trong vùng thời đó, thì chùa Dạ có quy mô bề thế to lớn hơn nhiều. Chùa chiếm diện tích trên 2 mẫu Bắc Bộ, khoảng 7.200 m². Trải qua thời gian
những thăng trầm lịch sử. Vào những năm 1946-1947, quân đội thực dân Pháp về đây xây bốt đóng đồn, thực hiện chủ trương tiêu thổ kháng chiến. Quân dân địa phương đã đành chịu phải đốt chùa để không cho quân Pháp vào chiếm đóng. Các cụ lão làng vẫn còn nhớ kể lại, ngôi chùa cháy ngùn ngụt mấy ngày mới hết. Đêm hôm chùa cháy thì có một trận cuồng phong ba ập xuống, nổi lên cuốn cho bụi, khói đen mù mịt. Dân làng kinh hãi bảo nhau, sau này nhất quyết phải dựng trả lại chùa để không đắc tội với thần Phật. Rất may mắn khi phá đốt chùa, hai bức tượng quý, tượng mẫu Nguyên Phi Ỷ Lan và tượng vua Lý Nhân Tông đã được mang gửi vào chùa Hàm Long gần đó, nên mới còn giữ được đến ngày nay. Toàn bộ công trình kiến trúc, di vật cổ đã bị cháy rụi, hư hại mất hết. Di vật cổ hiện còn lại là chiếc cột rồng đá. Theo ước lượng của các nhà nghiên cứu, cột rồng đá ngự trên núi Dạm nặng trên 50 tấn. Khối hộp vuông phía dưới cột có tiết diện 1,4 và 1,6 mét. Đặc biệt nhất là phần tròn của toàn bộ cột trụ đá này là tác phẩm điêu khắc rồng theo phong cách thời Lý. Chất liệu cột trụ đỡ làm từ đá sa thạch, một loại vật liệu chỉ phổ biến trong điêu khắc Chăm. Có rất nhiều giả thuyết logic liên quan đến những cuộc chiến Bình Chiêm lấy đất bắt tù binh, nên mới có đậm dấu ấn của thợ thủ công người Chăm tài hoa được đưa về Đại Việt xây chùa tạc đá. Cột đá chùa Dạm có kiến trúc nghệ thuật điêu khắc hết sức đặc sắc, với tầm vóc hoành tráng, nhìn từ xa đã thấy nổi bật thu hút, nhìn gần càng nhìn càng đẹp càng sống động. Cột đá mang biểu tượng sinh thực khí Chăm được Việt hóa, có ý nghĩa cầu mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, đời sống ấm no thịnh trị, thiên hạ thái bình. Cột đá chùa Dạm đã được công nhận là bảo vật quốc gia. Trong chùa có giếng bống, có cô Tấm nuôi cá bống ở giếng này. Đây là sự tích cô Tấm trong chuyện cổ dân gian Tấm Cám. Dấu ấn chùa Dạm năm 2015, nhà nước và tỉnh Bắc Ninh đã thực hiện quy hoạch tổng thể và xây dựng quần thể khu di tích văn hóa và sinh thái núi Dạm. Chùa Dạm được trùng tu tôn tạo
xây dựng với quy mô lớn, khang trang tố hào, cùng với hệ thống tượng, đồ thờ tự có giá trị nghệ thuật thẩm mỹ, đại diện đặc trưng mỹ thuật mỗi thời kỳ. Tòa Tam Bảo được xây theo kiến trúc kiểu chữ công, hình một gạch đứng, gồm tòa tiền đường, tòa thiên hương và tòa thượng điện. Toàn bộ công trình lớn đồ sộ được làm bằng gỗ lim to chắc khỏe. Tòa tiền đường có 7 gian hai trái, 4 mái đao cong. Tòa thiên hương có 3 gian nối giữa tòa tiền đường và tòa thượng điện. Tòa thượng điện có 3 gian hai trái với 4 mái đao cong, cùng kết cấu như tòa tiền đường, đều có hệ thống hiên chạy bao quanh. Chùa Dạng còn có khu nhà tổ, nhà mẫu đối xứng hai bên. Mỗi khu có 3 gian hai trái 4 mái đao cong, có cùng kết cấu tương tự nhau. Trong chùa có các bức tượng mới, đồ thờ tự rất đẹp, sang trọng, hoành tráng. 3 tượng Tam Thế Phật, bộ Di Đà Tam Tôn, bộ Hoa Nghiêm Tam Thánh, tượng Ngọc Hoàng, Di Lặc, Phật Bà Quan Âm, tượng Hộ Pháp, Ông Thiện, Ông Ác, tượng Đức Thánh Hiền, Bát Bộ Kim Cương, Thập Điện Diêm Vương, tượng Đức Ông, và đặc biệt là 2 bức tượng cổ Bà Nguyên Phi Ỷ Lan và tượng vua Lý Nhân Tông, cùng nhiều bức đại hoành phi trường câu đối và nhiều đồ thờ tự rất có giá trị khác. Chùa Dạ là một công trình lớn rất quy mô, đã và đang được xây dựng tôn tạo mới lại, đáp ứng thỏa tâm nguyện ước của mọi người. Chùa trở lại là trung tâm sinh hoạt tín ngưỡng tôn giáo của người dân xa gần, trong và ngoài nước đến thăm quan chiêm bái. Hội Chùa Dạng được tổ chức hàng năm vào ngày mùng 8 tháng 9 âm lịch. Nhà chùa cùng các tín đồ Phật tử, người dân trong vùng cùng khách thập phương xa gần làm lễ thành kính Phật, tưởng nhớ và tri ân công đức của các vị sư tổ, thờ mẫu các vị tiền bối đã có công gây dựng chùa. Chùa Dạng đã được nhà nước xếp hạng di tích lịch sử văn hóa quốc gia ngày 13 tháng 1 năm 1964. Hiện nay chùa Dạng vẫn đang được nhà nước tỉnh Bắc Ninh quan tâm đầu tư xây dựng tôn tạo ngày càng khang trang tố hào to đẹp hơn.
với những giá trị lịch sử, văn hóa, kiến trúc, điêu khắc của chùa Dạo để lại cho hậu thế. Chùa Dạo luôn hấp dẫn, lôi cuốn du khách từ mọi miền đến nghiên cứu, tham quan, chiêm bái. Chùa Dạo quốc đại cổ tự là niềm tự hào của vùng đất địa linh nhân kiệt xứ Kinh Bắc, Bắc Ninh. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video. Xin chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.